Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin chuyện bóng đá 5 phút ngày 12 tháng 10. Mình là Hoàng Spin. Chúng ta hãy mở đầu bản tin bằng màn đối đáp nảy lửa trong thời gian vừa qua giữa một bên là huấn luyện viên Park Hang-seo và một bên là Bầu Hiền. Huấn luyện viên Park Hang-seo phản pháo ý kiến của Bầu Hiền. Như chúng ta đã biết thì gần đây Bầu Hiền đã có những lời phát ngôn nhằm đến huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Ông cho rằng vị chiến lược gia người Hàn Quốc đang có sự bảo thủ và không chịu đổi mới. Điều này đã khiến huấn luyện viên Park Hang-seo dù đang ở Oman cũng phải nóng mặt và ông đã phản pháo thẳng thắn. Tôi không hiểu sao ông ấy lại nói tôi bảo thủ. Tôi đã có những thay đổi khá tiến bộ. Tôi nghĩ rằng người của câu lạc bộ Hà Nội không nên đánh giá về chiến thuật của tôi. Ông ấy đã nói điều đó trên báo chí và điều đó là thiếu lịch sự. Vâng, để mà nói thì đúng là Bầu Hiền cũng đã khá thiếu tế nhị khi mà góp ý với huấn luyện viên Park Hang-seo trên báo chí. Nhất lại còn đang trong giai đoạn nhạy cảm như hiện nay. Tuy nhiên xét cho cùng thì ai cũng có những cái lý của riêng mình. Ai cũng đều muốn đội tuyển phát triển. Còn các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Các bạn ủng hộ ai? Xin mời hãy comment phía bên dưới. Manchester United lo sốt vó vì chấn thương của Varane. Trong trận chung kết Nations League diễn ra vào ngày hôm qua, Varane đã được xếp đá chính. Tuy nhiên sau đó anh đã dính một chấn thương và phải rời sân ở phút thứ 43. Theo báo chí châu Âu, nhiều khả năng anh đã bị rách cơ và sẽ phải ngồi ngoài từ 3 đến 4 tuần. Đây là một thông tin không vui một chút nào đối với MU. Bởi hiện tại thủ quân của họ là Maguire cũng đang dính chấn thương. Có thể là Maguire cũng sẽ sớm quay lại, nhưng mà nhiều khả năng trong vài trận đấu tới, Manchester United sẽ phải chơi với hàng thủ thiếu vắng Maguire và Varane. Đây là hai trung vệ tốt nhất của họ và thường xuyên đá chính từ đầu mùa. Trong trường hợp xấu nhất thì MU sẽ phải ra sân với cặp trung vệ là Lindelof và Bailey. Vâng, một sự lựa chọn nó mới mỏng manh làm sao. Hay thậm chí là fan Quỷ Đỏ cũng đã tính đến chuyện là Phil Jones sẽ quay trở lại. Phil Jones bây giờ chắc là đang giống Loki kiểu chắc là bạn phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến tôi. Đây lại còn là giai đoạn quan trọng khi MU sẽ phải đối đầu với rất nhiều đội bóng lớn. Không biết là huấn luyện viên Solskjaer sẽ giải quyết vấn đề này như nào đây. Mong lung như một trò đùa. Anh xin ra tay rút lui thôi. Marcus Rojo nhận án phạt vì định phang đối thủ. Tiếp tục là một thông tin liên quan đến Manchester United, nhưng mà đây là người cũ. Sau khi mà chia tay Quỷ Đỏ, Marcus Rojo đã quay trở về quê nhà để khoác áo Boca Juniors. Ở đây anh không chỉ đá bóng mà anh còn đá luôn cả người. Cụ thể là hồi tháng 7 vừa qua, trận đấu giữa Atletico Mineiro và Boca Juniors đã diễn ra rất căng thẳng và kịch tính. Căng thẳng đến nỗi mà sau khi trận đấu kết thúc, cả hai bên đã có một cuộc đụng độ nảy lửa. Các cầu thủ của Boca Juniors, trong đó có Marcus Rojo, đã lao vào tỉ thí với các nhân viên bảo vệ. Không chỉ dừng lại ở việc đánh tay bo, thanh niên Rojo này thậm chí còn cầm cả bình cứu hỏa lên và định phang luôn đối thủ. Tất cả những hành động trên đã được camera ghi lại. Và sau một cuộc xét xử, mới đây án phạt đã được đưa ra. Marcus Rojo sẽ bị treo giò 5 trận và phạt 25.000 đô la. Cũng may là Rojo chưa phang cái bình cứu hỏa kia, chứ không tội còn nặng thêm nữa. Hay, đúng là mấy anh cầu thủ Nam Mỹ, tính nóng như kem. Kevin De Bruyne chán nản vì thành tích của tuyển Bỉ. Đội tuyển Bỉ lại thêm một lần nữa thất bại tại một giải đấu lớn, đó là Nations League. Điều này đã làm cho Kevin De Bruyne có một chút tiếc nuối, chán nản hay thậm chí là ghen tị. Anh đã chia sẻ rằng, đôi khi chúng tôi đã thi đấu tốt trên một số đội bóng hàng đầu thế giới và có nhiều gương mặt mới. Đó là những kinh nghiệm tốt nhưng mà đáng tiếc là chúng tôi đều thất bại. Ngày hôm nay chúng tôi không có Lukaku và Eden Hazard. Chúng tôi cũng đã không có sự thay thế xứng đáng. Nhìn sang bên Pháp, Tây Ban Nha hay là Italia kìa, họ có hẳn 22 cầu thủ hàng đầu để lựa chọn, còn chúng tôi thì không. Vâng, không chạnh lòng sao được khi mà tuyển Bỉ đã có một thế hệ vàng. Nhưng mà vàng để làm gì khi mà lại chẳng có danh hiệu nào. Mang tiếng là top 1 thế giới, nhưng mà từ Euro, World Cup rồi bây giờ là Nations League, tuyển Bỉ đều thất bại. Đúng là quá đáng tiếc cho một thế hệ cầu thủ tài năng. Cựu sao tuyển Anh trị chấn thương bằng cách xem phim sẽ... Damn! Các bạn không nghe nhầm đâu ạ. Đó chính là chia sẻ mới đây của Jack Rodwell. Nếu mà xem Premier League lâu năm, chắc hẳn các bạn sẽ biết đến cái tên này. Anh là tài năng một thời của Everton và của đội tuyển Anh. Hồi còn ở Everton, Rodwell đã dính một chấn thương khá nặng. Khi đó thì bác sĩ đã yêu cầu anh tĩnh dưỡng. Thế là Rodwell đã lên một hòn đảo ở Caribe. Anh ở đó 3 tuần. Hành trang mang theo chỉ là những đĩa DVD và máy tính xách tay. Khi mà được hỏi đó là những đĩa DVD gì, Rodwell đã thẳng thắn trả lời mà không hề giấu giếm. Đó là những đĩa phim sẽ. Còn phim sẽ bình thường hay là sẽ gầy thì Rodwell không nói. Và sau quãng thời gian đó, Rodwell thực sự đã bình phục. Anh đã chơi bóng tốt và thậm chí là còn được gọi lên tuyển Anh. Sau 5 năm ở Everton, Rodwell đã chuyển sang Man City. Và từ đây thì tên tuổi của anh đã đi xuống. Anh phải lăng bạt ở hàng loạt đội bóng nhỏ hơn như là Sunderland, Blackburn hay là Sheffield United. Và tính đến hiện tại thì Rodwell đang thất nghiệp. Đến đây thì bản tin chơi bóng đá 5 phút ngày 12 tháng 10 cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
Hãy nhớ ấn like, share đăng ký kênh và giữ nút chuông để đón xem những bản tin hấp dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn.